Đi câu tự nhiên này nó vẫn phải gọi là có ẩn số. Ôi, trôi rồi, thôi. Úi dồi ôi, gặp trôi rồi, đứt thẻo rồi các cụ ạ. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Sơn TV. Hôm nay thì Sơn lại tiếp tục đi câu trôi các bạn ạ. Hôm nay Sơn đi câu cá trôi, thời tiết hôm nay nó hơi mưa một chút. Nhưng mà không biết là cá trôi nó có ăn không nữa. Nên tay thì cứ phải cầm. Ôi ôi, chỗ này sao nhiều con cá nóc lên đây thế này. À, nhiều con cá dọn bể. Chắc là, à, đây chắc là do nhấc bắt quái nên thả lên đấy. À, hôm nay thì thời tiết nó mưa một chút các bác ạ. Nên là em cứ phải cầm cái ô ra đây. Đây, em đã tới điểm câu rồi. Ô cắm cái các thứ như thật luôn này các bác này. Đấy, cắm ô vào đây. Điểm câu của em thì là điểm câu này. Và hôm nay em sẽ câu cá trôi. Đấy, cầm ô ra trước các bác ạ. Sau đó là sẽ đi vào để lấy cần với cả lấy mồi ra các bác nhá. Đây rồi các bác ơi. Đây là mồi. Mồi câu. Và sẽ kèm thêm một tí để xả nữa các bác nhá. Và đây, cây cần đây rồi. Đó, em vẫn câu bằng cây cần 4,5 thôi. Để cảm giác bò trôi cho nó thích các bác ạ. Đây thì em vẫn chọn cái vị trí câu quen thuộc. Và hôm nay thì em không câu bằng thẻo dù nữa, mà em sẽ chuyển sang câu bằng thẻo cước và lưỡi có ngạnh các bác nhé. Mình vẫn câu bằng cây cần Handing Nhất Hào Hắc Khanh 4,5. Đó, bây giờ sẽ mai mồi và quăng ra trước để xả một ít nữa. Hôm nay sẽ thử xả một ít xem sao các bác ạ. Vì thời tiết hôm nay thì nó hơi mưa một chút, nhưng mà không biết là cá trôi nó có ăn không. Hy vọng là cá trôi nó đi ăn thì để còn được bo cho nó phê pha một tí. Đấy, như hôm trước ấy, thì em câu em không có xả cái gì cả. Cứ thế là mai mồi vào và câu thôi. Và mồi hôm trước thì để phơi nắng thì nó cũng khá là có mùi chua ấy. Nên cá trôi có vẻ rất thích ăn. Nhưng hôm nay thì mồi không có tí chua nào. Mình không biết là cá nó có ăn không. Đây, em cái cục này thì em cứ để đây để làm mồi câu dần. Đấy, còn đây là mồi xả các bác. Ok rồi các bác ơi. Bây giờ thì em sẽ tiến hành xả ổ các bác nhé. Chỉ xả một ít thôi. Sau đó là sẽ là câu thôi. Cái mồi này thì gần như là những cái mồi em kiểu như cóp nhặt thôi các bác ạ. Em sẽ xả ổ. Câu cần 4,5 và câu cá trôi thì chả cần câu xa bờ có đâu các bác ạ. Vì cá trôi là cái tập tính của nó mà nó cũng thích ăn ở gần bờ. Em chỉ xả đúng 2 nắm như vậy thôi, không nhiều. 2 nắm gọi là mà quả trứng các bác, cũng không xả nhiều làm gì cả. Bởi vì ở đây là cái hồ bán tự nhiên cho nên là như hôm trước ấy thì em câu chả cần xả mà con cá trôi nó cũng vào nó ăn và câu được con trôi 1,7 các bác. Con cá trôi đấy em cho vào em kho rồi. Ôi trời ơi, nó thơm lắm, thịt ăn thơm cực luôn các bác ạ. Rất là thơm ngon. Đi câu tự nhiên này nó vẫn phải gọi là có ẩn số. Ôi, trôi rồi, thôi. Úi dồi ôi, gặp trôi rồi, đứt thẻo rồi các cụ ạ. Ui, thực sự đúng là câu tự nhiên này nó vẫn phải gọi là có ẩn số. Đứt mất một thẻo rồi các cụ nhé. Đây, đứt mất một thẻo trên. Hai lưỡi thì đứt một lưỡi. Em chắc chắn là trôi rồi. Thôi bây giờ em phải đi vào để lấy thẻo mới đây. À, em không thả dây kịp các cụ ạ. Đúng là đi câu tự nhiên này thì nó vẫn phải gọi là có ẩn số gì đấy. Bây giờ thì chắc là em sẽ phải thay cái thẻo này thôi các bác ạ. Vì thẻo dù thì đánh nó sẽ chắc hơn. Nó ít nổ hơn. Vừa nãy em đánh thẻo cước 2,5 mà nó nổ mất thì chắc chắn là không phải là hàng bình thường rồi. Nó là một ẩn số rồi. Bây giờ thay thẻo dù để đánh các bác nhé. Nên bây giờ thì em quyết định là thay thẻo dù các bác nhé. Không thẻo cước thì thực ra thì đánh thẻo cước ấy, thì nó không có nhát cá. Nhưng khi mà mình đi câu ở những cái điểm hồ tự nhiên như thế này ấy, thì nó
hay có những ẩn số. Cho nên là thẻo cướp mà chúng ta câu thẻo nhỏ quá là cũng rất là dễ nổ. Đấy, vậy cho nên là thôi, bây giờ thì quyết định là quay sang là chơi thẻo dù thôi. Thẻo dù thì nó rất chắc nhưng nó lại có một cái nhược điểm, đó là con cá nó hay nhát ăn hơn. Nó hay nhát ăn hơn và nó có thêm một nhược điểm nữa, đó là nó cũng hay bị rối. Nếu như mà mình đánh mình không chú ý thì nó hay bị rối. Và đánh thẻo dù thì em cũng hay độ thêm hai cái hạt chặn như thế này để cho nó đỡ rối cái thẻo. Ôi trời ơi các cụ ơi, em vừa bỏ cần đây, em đi vào trong nhà thế kìa. Bây giờ cái cần ngoài giữa hồ rồi. Ôi, quên mất em không buộc cái dây bảo hiểm vào. Dây bảo hiểm thì em móc vào cần rồi nhưng mà em quên em không buộc vào. Em đi ra cái thì không thấy cần đâu. Kìa vẫn còn cá nhá, cầm cần đấy nhá. Nhìn đây, ôi kìa vẫn đang nổi, vẫn đang nổi. Nhanh nhanh, đưa đây đây. Đưa đây. Ôi nó vẫn đang nổi kìa. Kìa vẫn đang nổi kìa nhưng mà không biết là ôi giời cái thằng. Cứu hộ đây, cứu hộ đến rồi. Cầm cần này để quăng ra không biết là có móc được nó vào không các cụ ạ. Di chuyển sang bên này các bác ạ. Chắc là vẫn còn cá. Đây. Không còn dây bảo hiểm mà. Đây các bác ạ. Cần nằm giữa hồ. Vẫn đu đưa kia là vẫn còn cá rồi. Đu đưa này là vẫn còn cá. Không biết là còn gì thôi. Đấy. Đây rồi. Không biết nó là con gì thôi. Chứ nó vẫn còn cá. Đấy. Thôi trượt ra rồi. Trượt ra rồi. Đây. Em hãy lùi em sao. Ui giời, chạy. Long ta đồng vòng hết kìa. Bơi sao đi vào lấy cái thuyền đây. Sâu lắm, nước sâu lắm. Lấy cái thuyền đây để bơi để quay cái. Ui, nó vẫn đang chạy kìa. Vẫn còn cá các bác ạ. Bởi vì lưỡi có ngạnh thì con cá nó vẫn chứ chắc là không gỡ. À kìa, lổi phao kìa. Nhìn thấy lổi phao rồi. Lưỡi có ngạnh các bác ạ. Nên là tỷ lệ nó bong thì cũng chắc là cũng ít. Nhưng em sợ nó mắc dưới thôi chứ còn. Đây rồi, nó kéo được vào gần đây rồi. Thôi Lâm ơi. Đây rồi. Đây, nhanh lên, ra đây. Chắc là cá trôi rồi. Đây, phao vẫn còn cá đây này. Đây, nhanh lên, ôi, vẫn còn cá. Đây rồi, Lâm. À, đây rồi, móc được dây bảo hiểm đây rồi. Móc được cái dây bảo hiểm, đây, nhanh lên, cầm cái dây bảo hiểm này. Từ đó. Vẫn còn nha. Đây chắc. Đây, túm lấy cần này. Đây, túm lấy cần. Đây. Từ thôi, cầm nhẹ nhá. Ôi, đấy. Vào chép vào. Cẩn thận. Đó, tôi túm rồi, ok. Đây, đưa cầm cần máy. Đây rồi, ôi, mắc lằng nhằng này. Từ gỡ bỏ cái lưỡi ra nữa. Dây nó quấn lằng nhằng này, vẫn còn cá đây này. Đây, vẫn còn cá. Không biết còn cá gì nữa. Chắc là trôi, thẻo dù đi. Đây xem cái dây ấy này nó gỡ kiểu gì này. Mắc kiểu gì đó, từ vẫn còn cá nhá. Ôi, trôi. Đừng kéo căng quá, thôi, thả đi. Thả đi. Thả tay. Ây da, kéo căng lắm các cụ nhá. Ây da. Ây da, trôi rồi. Lấy vật,
chạy. Ấy, đây cái vạt dựng đằng sau đây này. Nhanh cứ lấy vạt đi. Mày chạy luôn ra đi. Đây bên này. Không, mày chạy luôn đường này nó gần. Thằng cầm nó cái cần. Ôi giời. Con trâu này to lắm. Ui giời. Con trâu này to lắm các cụ nhá. Ui trời. Sướng chưa này. Ui giời. Cây cần của em này. Các bác nhìn cây cần của em nó sướng chưa. Ôi 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 ôi. Rồi, nói chung là em sẽ bo được con này. Nó còn mắc ở đây bởi vì lưỡi có ngạnh. Cho nên là để mà nó bong được thì cũng khó thôi. Khó bong được. Nhưng chắc chắn là con trôi. Nghĩ chắc chắn đây là con cá trôi. Nó khỏe như thế này cơ mà. Dây bảo hiểm nó vẫn phải nhung nhằng thế này. Ôi. Tích thật. Lúc nãy em đã bị lổ thẻo mất một con rồi. Em nổ thẻo một con rồi. Đấy, đi câu hồ bán tự nhiên này đụng phải ẩn số ngay trôi các cụ ạ. Cá trôi rồi. Nhìn thấy cá trôi, đúng cá trôi rồi. Cá trôi, cá trôi. Nhanh lên cầm vạt đây, cá trôi, cá trôi. Vào đây nhanh lên. Cá trôi, cá trôi các cụ ạ. Trôi nó rất là khỏe con này, chứng tỏ là nó ăn cũng khá là nhiệt. Có nghĩa là ăn cá trôi. Chỉ có cá trôi nó mới lôi khỏe thế thôi. Khổ lắm. Con này chắc chỉ khoảng tầm hơn cân thôi. Bắt khoảng rồi. Đấy. Đấy đấy, cá trôi đây. Còn lên mồm. Đây. Trôi đỏ các cụ này. Trôi đỏ nhá. Từ từ, đây kéo vào tội gì. Để kéo vào, để kéo vào. Từ từ đã. Một lưỡi ăn vào mồm. Đấy, xúc đi. Ôi giời. Rồi. Một lưỡi ăn vào mồm và một lưỡi ăn vào đuôi. Hai lưỡi móc võng. Ui ôi, con trôi này nó béo này. Trôi này nó béo cực kỳ luôn các cụ ạ. Đây. Đấy. Ui trời ơi. Con trôi đỏ. Nó lôi cần của em. Nó quấn năng nhằng, nó lôi cần của em. Rồi, cứ lưỡi đi. Đấy, em quên em không buộc cái dây bảo hiểm này vào này. Cứ lưỡi. Cẩn thận, bong mất con trôi đỏ. Con này chắc phải khoảng cân mấy. Khoảng à. Thôi được, đi đem đi vào đấy. Bê đi vào đi. Cầm máy. Từ bê đi vào đi. Đây các bác nhá. Đây con cá trôi đây này, em cho vào túi để em cân thử này. Đây, nhìn số cân đi. 20.75. Đấy. Cứ bảo nó bé nhưng mà 20.75 đấy. 2 cân tròn. Trừ cái túi này đi gọi một nạng đi. Là đấy, gần một nạng, gần 0.75 kia là đấy, trừ 0.75, 2 cân tròn luôn. Ok.